Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định nằm ở vị trí cửa ngõ ra biển Đông của khu vực Tây Nguyên, có vị trí quan trọng trong giao lưu thương mại quốc tế cho cả khu vực Nam Trung Bộ. Mảnh đất này có nhiều thế đất khác nhau, đa dạng về cảnh quan địa lý, có nhiều loại đặc sản quý, giá trị kinh tế cao. Con người nơi đây thân thiện, yêu hòa bình, mến khách cùng tinh thần thượng võ. Cách trung tâm thành phố Quy Nhơn 10 phút, cách sân bay Phù Cát 30 phút di chuyển bằng ô tô, băng qua cầu Thị Nại là xã Nhơn Lý. Xã Nhơn Lý có lịch sử lâu đời, bề dày truyền thống về văn hóa với những nét đẹp trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Nhơn Lý sở hữu một trong những kỳ quan thiên nhiên độc đáo, hoang sơ, chưa qua bàn tay khai thác của con người. Eo Gió thuộc thôn Bắc, bán đảo Mai Phương. Eo Gió nổi tiếng với bãi biển đá trứng kỳ thú, những vách đá dựng đứng, bãi biển rộng, cát vàng óng, sóng êm. Bãi biển Eo Gió là một eo biển xanh, được những dạng núi đá cao với nhiều hình thù lạ mắt uốn cong, ôm trọn trong vòng tay, tạo thành một eo biển hút gió tuyệt đẹp. Với vị trí địa lý thuận lợi và khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, nhu cầu nghỉ dưỡng ngày càng tăng cùng với những chính sách thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội của Bình Định. Đó là lý do tập đoàn FLC quyết định đầu tư vào nơi đây một quần thể sân golf, resort, biệt thự nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí đẳng cấp quốc tế. Dự án có tổng diện tích lên đến 300 ha, tổng mức đầu tư 3.500 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục: sân golf 18 lỗ dạng linh trên diện tích 100 ha, khu nghỉ dưỡng 5 sao Fusion Resort, khách sạn A La Carte 56 ha, khu biệt thự cao cấp 30 ha, khu hội nghị quốc tế đa năng 10 ha, khu du lịch sinh thái homestay 60 ha, khu rừng thiên nhiên và đảo Hòn Cân bảo tồn du lịch mạo hiểm 60 ha và các khu dịch vụ hỗ trợ cao cấp khác. Hầu hết các hạng mục kể trên sẽ do các công ty hàng đầu thế giới thiết kế, quản lý xây dựng và vận hành. Sân golf 18 lỗ sẽ do Nick Claude, đơn vị thiết kế sân golf hàng đầu của Mỹ, một trong những huyền thoại của làng golf thế giới thiết kế. Mỗi sân golf do Nick Claude thiết kế đều sẽ là một tuyệt tác với sự hòa quyện hoàn hảo giữa khung cảnh tự nhiên và thách thức cho các golfer. Quản lý xây dựng sân golf là Plastic, một thương hiệu hàng đầu thế giới. Các sân golf do Plastic quản lý xây dựng luôn có tiến độ thi công nhanh mà vẫn đảm bảo giữ được tuyệt đối thiết kế và có chất lượng cao. Khu nghỉ dưỡng 5 sao Fusion Resort và khách sạn A La Carte được thiết kế, quản lý và khai thác bởi tập đoàn Serenity Holding. Fusion Resort và A La Carte mang phong cách thiết kế đơn giản nhưng chăm chút đến từng chi tiết. Các hạng mục này sẽ đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn 5 sao từ dịch vụ khách sạn, nhà hàng, spa, biệt thự nghỉ dưỡng và các dịch vụ đi kèm. Đặc biệt, tại vị trí Eo Gió sẽ là một resort 7 sao đẳng cấp quốc tế đầu tiên tại Việt Nam. Dự án hứa hẹn sẽ mang Eo Gió nói riêng và Quy Nhơn nói chung đến gần hơn với cộng đồng đam mê du lịch khám phá, nghỉ dưỡng, thêm một địa điểm thú vị trên bản đồ du lịch thế giới. Dự kiến quý 1 năm 2016, tập đoàn FLC sẽ đưa vào khai thác sân golf và Co Fusion Resort. FLC được biết đến như một nhà đầu tư trọng chữ tín, nghiêm túc giữ cam kết về tiến độ dự án. Chính vì vậy, rất nhanh, ngay chính tại nơi đây sẽ mọc lên một đại dự án mang tầm cỡ quốc tế. Việc đầu tư xây dựng quần thể sân golf, resort, biệt thự nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí cao cấp FLC Nhơn Lý được nhìn nhận không chỉ đưa lại diện mạo mới cho du lịch Quy Nhơn mà sẽ góp phần thu hút đầu tư vào tỉnh Bình Định, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tạo công ăn việc làm cho người dân Quy Nhơn nói riêng và toàn tỉnh Bình Định nói chung.